là vàng lọc ha, hai cái hát đúp 5000. Mình đã đi cái đường ống lên ao cho nó phù hợp thiết kế, trộn CO2 gắn ngoài, mình CO2 đây. Ô này là kích thước là 2m2 x 1m4 x 50 nha. Nữa bây giờ mình sẽ tiến hành trồng cây. Phía này có đất nền, cốt nền, trên mình rải đất cát thôi. Rồi là cát với sỏi thôi. Sử dụng ba đèn Wister 90 Pro. Xét theo phong cách đơn giản, cây dễ chăm cho chủ nhà, giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Mình chuẩn bị để trồng ha. Đây có cây trầu lá đỏ nè, cây này ở nhà, hồ nhà mình nè, lá nước mình bứng mình theo luôn. Đây là mới cây đỏ mình lấy hồ nhà mình luôn. Đây là trôi thẳng ha, lá nước luôn, ngọn rẫy mình tỉa hồ nhà mình nè. Đây là rẫy trồng bà lá lớn rồi, giống này giống của Trung Quốc trồng ha, rất là đẹp, hàng này dưỡng rất là đẹp nè, cỏ voi nè. Đây là dương sĩ Java, lá lớn lá nước. Đây là tiêu thảo. Rồi, mình sẽ tiến hành vào cây cho hồ 2m2 1m4 50 và theo dõi nha. Vụ trong cây thì mình có một bịch dây rút màu đen ha, để cột rẫy dương sĩ nè cho nó lẹ. Cái này dán những cái rẫy nhỏ nhỏ màu lũa ha. Cái miếng này để mình tách những cái cỏ thành những cái đơn vị cắm mình làm cho lẹ. Lỗ này để mình cầm cái khay nè. Nhíp ở đây mình có nhíp 40 Aqua Pro cm, nhíp 30 kéo trợ lực, kéo thẳng nha. Cái này mình đã chuẩn bị xong ha. Cái cỏ mình cho thành đơn vị nè, mình gấp mình cắm nó dễ ha, khay ha. Đấy là lấy cái bông ra rồi. Cái này mình cài đỏ mình đã tách ra từng đơn vị rồi, để chèo vào hồ và làm luôn.